Trung Kim ô tô lại chào anh em nhá. Chiếc xe nó vừa đăng lên lúc 8 giờ tối. Bác Huy ở Nghệ An lại chốt luôn rồi. Bác Huy chốt luôn rồi, 6215. Đấy anh em nhá. Đây. Đây hàng lên đây anh em nhìn này. Đây anh em cho anh em lột từng máy ra xe anh. Không một tiếng réo luôn anh em nhá. Cam kết bác Huy nhá, nếu con xe này em về nhà bác đi thử nhá. Nó chỉ một tiếng réo nhẹ thôi là em cho bác đập xe trả lại tiền. Được chưa? Được chưa? Cam kết chưa? Đấy. Cái bô gì nghe sướng không? Đấy. À, không réo tí nào nhá Huy nhá. Không một tiếng động này. Đấy, nổ êm ái này. Luôn này, chiếc xe này không phải em muốn ship lên mà là em đang lên khách hàng mua và khách hàng bảo em ship luôn. Em đi đúng 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 10 giờ đêm nhá. Đấy con quay xét này. 10 giờ đêm đến nhà bác ấy tầm khoảng 10 giờ đêm đến nhà bác phải 1 giờ sáng. 1 giờ sáng thì về nhẹ phải 5 giờ anh nhỉ. Đấy, ở đấy ít hơn 1 tiếng nữa. Xong em lại mua một chiếc xe của bác đấy. Chứ bác mua nhà một con rồi bác đổi sang con cao cấp hơn. Thì nếu anh em nào vừa tầm tiền thì lấy con đấy được. Có bác trai cái gì lão hạt gì đấy mà mai bác bảo mai bác lên bác lấy đúng không? Bác vào thêm đồ thì thôi anh chốt luôn rồi. Hẹn bác vào sau nhá. Hẹn anh em tháng sau anh em nào nhanh tay vẫn may sẽ đến nhá. Anh em có một anh trai có một bạn ở Phú Thọ à Vĩnh Phúc bảo là mua cho bố vợ, cứ tưởng là chốt rồi sau này không chốt nữa. Không chốt nữa là vì hỏi vợ, bảo em hỏi vợ thì chắc vợ không đồng ý. Thì thôi hẹn bạn qua sau nhá. Nhà bạn con sau nó rẻ hơn. Con này bán rồi. Ok. Ok rồi, đã xuất phát trong đêm rồi. Đấy, mèo vạc ăn đêm anh em ạ. Em nói anh em như này này. Tất cả khách hàng mua xe lại gần đây thì em nó là theo các bạn là sự lòng tin. Đấy, với em đối đáp lại lòng tin thì em sẽ chở tận nhà anh em. Đó, anh em đi thử đúng như em tả anh em mới trả tiền. Được chưa? Lần sau em đăng bất kỳ chiếc xe nào lên, nếu anh em đủ lòng tin rồi thì anh em mua. Còn anh em chưa đủ lòng tin, anh em theo dõi em thêm. Kết bạn Zalo với em qua số hotline 0778 24498 hoặc 0358 444 888 anh em nhé. Hoặc số hotline mới của em là 0354756789. 5789. Em chốt và em ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra xe đúng như em tả trên video mới trả tiền. Đấy, bây giờ em xuất phát đây không muộn rồi. Chào tất cả anh em.